10 triệu cho một cặp lục bình tứ quý tùng cúc trúc mai men dạ đắp nổi, cao 1m75 cả đế và đường kính bụng là 47. Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp, và hôm nay thì em xin phép được giới thiệu và chia sẻ đến mọi người một cái mẫu lục bình với ngân sách rất là ổn áp, với ngân sách là 10 triệu cho một cặp, cao 1m75. Bác nào mà thích dòng men dạn đắp nổi mà tứ quý vẫn chơi được với ngân sách chỉ tầm chục triệu thôi thì mọi người có thể tham khảo mẫu này nhé. Thì cái giá có thể sẽ thay đổi theo thời gian mọi người nhé. Và bên em sẽ thường live stream trực tiếp ở trên kênh là vào khung giờ từ buổi sáng là 10 giờ đến 12 giờ là chuyên về lục bình. Anh chị nếu như mà có quan tâm về lục bình thì anh chị vào trực tiếp phiên live của bên em để xem được nhiều mẫu. Và phiên live thứ hai là từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối mọi người nhé. Là hai phiên đấy, sáng là từ 10 giờ đến 12 giờ sáng, tối là từ 8 giờ tối đến 11 giờ tối. Và giờ em sẽ xin phép quay chi tiết cặp lục bình này để cho anh chị cùng ngắm nhìn chi tiết. Mọi người có thể xem thêm nhiều những cái sản phẩm em đã làm thành video chi tiết ở trên kênh nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh của em. Giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm. Đầu tiên em xin phép quay mặt hình ảnh là cây tùng này. Tất cả cái chi tiết này đều được đắp nổi nhá, đều được đắp nổi, khi mà sờ vào sẽ gồ ghề xù xì lên. Cái phần hông này là cũng là nổi nhẹ thôi, sau đó vẽ lên chứ không phải đắp kỹ như cái phần họa tiết này. Đấy. Ở trên cổ đối xứng với cảnh cái tùng là hình ảnh hoa đào này trên cổ đấy ạ. Cặp này thì em hiện tại em chưa cho lên đế đâu, đế sẽ sử dụng đế sứ ạ, đế sẽ sử dụng đế sứ và cả đế là lên 1m75 và đường kính bụng là tính từ bên này sang bên này là 47cm nhé. Màu sắc độ bền của sản phẩm sẽ là trọn đời vĩnh cửu với thời gian. Độ dày của lục bình này là 1,1cm ạ. Độ dày của lục bình là 1,1cm, rất là dày dặn. Em xin phép quay các cảnh ra để cho anh chị cùng ngắm nhé. Ở cảnh tiếp theo hình ảnh hoa cúc này, biểu tượng của mùa thu đấy. Mẫu tứ cảnh này thì ngoài trưng bày ở phòng thờ, anh chị có thể trưng bày ở phòng khách chơi, rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Phòng khách rộng hoặc là phòng thờ rộng thì anh chị dùng cái cỡ 1m6 này anh chị nhé. Ban thờ thường thì ví dụ như dùng 1m6 này, thường thì ban thờ phải to, phòng thờ rộng. Và ban thờ nếu như mà có giật cấp lên bên trên ấy, thì anh chị dùng cỡ 1m6 này là hợp lý. Cảnh này chế tác hình ảnh hoa cúc này, được đắp nổi này, sờ sẽ gồ ghề lên nhé, cũng được đắp nổi ạ. Anh chị quan sát ở phần cổ đối xứng nhé, phần cổ đối xứng, anh chị quan tâm đến mẫu này chụp ảnh lại giúp em gửi qua số điện Zalo, số điện thoại em đang gắn ở bên trên video để em biết được chính xác mọi người đang quan tâm đến mẫu nào. Bởi vì cùng là một cái tên thôi, có nhiều mẫu sản phẩm với mức giá khác nhau lắm chứ không phải là chỉ có một mẫu. Thế nên là để chuẩn nhất thì anh chị cứ cho em xin được cái ảnh gửi qua Zalo giúp em, chụp lại gửi qua Zalo, hoặc là đọc cái mã của cặp này, mã là LB15, cặp này là LB15 nhé. Anh chị đọc cho em cái mã là LB15 là em biết được mọi người đang quan tâm đến mẫu này. Và trị giá là 10 triệu bao ship toàn quốc nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn không xếp mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Đây là tích cảnh hình ảnh là cây trúc này, biểu tượng của mùa hè này, cũng là đắp nổi hết. Men màu nhá, màu sắc này anh chị rửa thoải mái chịu toàn bộ các thời tiết khắc nghiệt nhé. Nghĩa là màu này là màu bền vĩnh cửu rồi, bền vĩnh cửu trọn đời thời gian. Cảnh này là cảnh hình ảnh cây trúc ạ. Anh chị nếu như mà quan tâm đến mẫu này để lại cho em số điện thoại nhé, liên hệ với bên em, bên em sẽ tư vấn gửi thêm mẫu cho mọi người tham khảo. Cảnh tiếp theo là hình ảnh hoa đào này, chim công và hoa đào, biểu tượng của mùa xuân ạ. Công đào biểu tượng của mùa xuân anh chị nhé, chim công và hoa đào biểu tượng của mùa xuân ạ. Trên cổ thì có hình ảnh là song thọ cài quả đào, song thọ bài cài quả đào anh chị nhé. Chim công này đắp nổi hết này, với ngân sách tầm 10 triệu cho một cặp lục bình mà cao 1m75 cả đế thì đây là một mẫu sản phẩm rất là đáng để anh chị quan tâm nhé. Rất cảm ơn anh chị đã xem hết video này. Xin chào mọi người. Nếu anh chị quan tâm đến mẫu này, liên hệ bên em sẽ gửi ảnh chi tiết cho anh chị tham khảo. Mình là Khánh, đồ gốm phong thủy, chuyên cung cấp và nhận thiết kế chế tác bình phong thủy theo yêu cầu.